Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Thị Thúy, chuyên viên tư vấn dự án ERP tại Event ICT. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn nghiệp vụ điều chỉnh, hủy, thanh lý và xử lý cuối kỳ. Nội dung bài học bao gồm: 1. Các chức năng điều chỉnh hủy hợp đồng. 2. Thanh lý hợp đồng. 3. Đóng mở kỳ mua hàng. 1. Các chức năng điều chỉnh hủy hợp đồng gồm có 3 chức năng. Chức năng thứ nhất, Clear Record, xóa bản ghi khi bản ghi chưa lưu vào hệ thống. 2. Delete, chức năng này dùng để xóa bản ghi đã lưu trên hệ thống với hợp đồng có trạng thái Incomplete. 3. Cancel, chức năng hủy hợp đồng khi hợp đồng có trạng thái Approve. Việc điều chỉnh hủy hợp đồng sẽ được diễn ra ở 4 mức thông tin. Mức thông tin chung, header, thông tin chi tiết, mức line, thông tin shipment, giao nhận hàng tiếp nhận dịch vụ và thông tin distribution, thông tin về tài khoản. Hệ thống cho phép điều chỉnh ở 4 mức thông tin, tuy nhiên tại EVN chúng ta sẽ chỉ sử dụng 3 mức thông tin header, line và shipment. Các bạn thực hiện điều chỉnh hủy hợp đồng tại chức năng nhập, truy vấn và theo dõi hợp đồng đơn hàng EVN Purchase Order theo đường dẫn PO Purchase Order, Event Purchase Order. Trường hợp số 1, khi đang thực hiện nhập thông tin của hợp đồng, các bạn chưa lưu bản ghi vào hệ thống và phát hiện ra hợp đồng sai sót thì các bạn có thể sử dụng chức năng Clear Record để xóa bản ghi chưa lưu. Nhấn vào Clear Record. Khi các bạn đặt con trỏ chuột ở mức thông tin chung của hợp đồng, nhấn vào Clear Record, hệ thống hiểu các bạn đang xóa toàn bộ bản ghi của hợp đồng. Trong trường hợp các bạn đang nhập liệu đến mức thông tin chi tiết của hợp đồng, phát hiện ra dòng bị sai, các bạn thực hiện nhấn vào Clear Record, xóa bản ghi, dòng hàng chưa lưu. Tương tự, trong phần shipment, khi các bạn phát hiện ra sai shipment, các bạn đặt con trỏ chuột vào phần shipment và nhấn vào Clear Record thực hiện xóa bản ghi shipment chưa lưu trên hệ thống.
Chức năng thanh lý hợp đồng. Điều kiện để thanh lý hợp đồng. Khi các bạn đã có được biên bản thanh lý hợp đồng, bản cứng bên ngoài hệ thống, chắc chắn cho việc thanh lý hợp đồng, thì các bạn sẽ thực hiện chức năng thanh lý hợp đồng tại chức năng truy vấn và theo dõi hợp đồng đơn hàng. Theo đường dẫn PO, Purchase Order, Purchase Order Summary, các bạn đăng nhập vào hệ thống, chọn phân lệ quản lý mua hàng, thực hiện theo đường dẫn Purchase Order, Purchase Order Summary. Tại trường Number, các bạn tích vào 3 chấm và gõ số hợp đồng cần thanh lý. Giả sử tôi cần thanh lý hợp đồng số Test 02, các bạn nhấn nút File và thực hiện Tool Control. Ở đây, trong mục Control Document sẽ có rất nhiều các action cho các bạn lựa chọn. Các bạn có thể sử dụng chức năng hủy hợp đồng tại màn hình này, hoặc Flow for Invoice, tức là đóng việc đối chiếu hóa đơn với bên phân hệ kế toán phải trả. Close for Receiving, đóng phần giao nhận hàng, tiếp nhận dịch vụ. Các bạn thực hiện thanh lý hợp đồng, chọn Action, Finally Close, Reason, ghi rõ biên bản thanh lý hợp đồng, số, ngày. Và nhấn OK. Hệ thống cảnh báo bạn có chắc chắn finally close, tức là thanh lý hợp đồng này trên hệ thống hay không. Các bạn lưu ý, khi hợp đồng đã có trạng thái finally close, các bạn sẽ không thực hiện được thêm thao tác gì trên hợp đồng nữa. Có nghĩa là không thể cập nhật thông tin hợp đồng, chỉnh sửa thông tin hợp đồng hay các phân hệ khác, ví dụ như bên phân hệ vật tư cũng sẽ không thực hiện nhập kho tiếp cho hợp đồng này được nữa, cũng như bên phân hệ kế toán phải trả sẽ không thực hiện ghi nhận hóa đơn hoặc làm bất cứ thao tác nào đối với hợp đồng này. Do đó, trước khi thực hiện thanh lý hợp đồng, các bạn phải kiểm tra lại kỹ xem hợp đồng của mình đã được cần được thanh lý chưa và có biên bản thanh lý chưa. Nếu chắc chắn cho việc thanh lý hợp đồng, các bạn nhấn OK. Hệ thống báo việc thanh lý hợp đồng của các bạn đã thực hiện thành công. Các bạn nhấn OK và truy vấn lại hợp đồng. Lúc này các bạn sẽ thấy tại trường Close Status sẽ có trạng thái Finally Close. Khi các bạn nhấn Open, hệ thống sẽ không cho phép mở chi tiết thông tin hợp đồng, mà lúc này các bạn chỉ theo dõi được trên màn hình Purchase Order Summary bằng các mức thông tin. Đây là thông tin chung của hợp đồng Purchase Order Header. Chi tiết thông tin Like, các bạn nhấn vào nút Like. Và chi tiết thông tin Shipment, đặt con trỏ chuột từng dòng và nhấn Shipment. Ba, đóng mở kỳ mua hàng. Trước khi đóng mở kỳ mua hàng, các bạn thực hiện việc kiểm soát dữ liệu cuối kỳ bằng cách in hai nhóm báo cáo sau đây. Nhóm báo cáo thứ nhất liên quan đến báo cáo về hợp đồng, bao gồm Event PO008, bảng tổng hợp tình hình thực hiện hợp đồng. 2. Event PO007, báo cáo chi tiết tình hình tạm ứng thanh toán của hợp đồng. 3. Event 012, báo cáo quản lý nhà cung cấp. Và liên quan đến báo cáo ngoại tệ nhiều loại tiền, các bạn in ra báo cáo Event PO009, báo cáo hợp đồng nhiều loại tiền. Tiếp theo, các bạn in đến nhóm báo cáo về kiểm soát giao nhận hàng hóa, điều chỉnh giao nhận theo hợp đồng, bao gồm hai nhóm báo cáo Event PO021, bảng liệt kê phiếu giao nhận hàng, Event PO022, bảng liệt kê phiếu điều chỉnh giao nhận hàng. Việc kiểm tra bao gồm các thông tin trên hợp đồng và các thông tin trên phiếu giao nhận hàng cũng như phiếu điều chỉnh giao nhận hàng. Các bạn kiểm soát một lần nữa xem trong tháng này đã thực hiện
ghi nhận đầy đủ các thông tin về hợp đồng cũng như là phiếu giao nhận hàng về trong tháng hay chưa. Sau khi đã kiểm soát dữ liệu cuối kỳ, các bạn thực hiện bước đóng kỳ mua hàng cũ và mở ra kỳ mua hàng cho tháng tiếp theo. Việc đóng mở kỳ mua hàng sẽ được thực hiện bởi phân quyền PO Manager tại đơn vị. Các bạn vào theo đường dẫn PO Setup for Manager Contract Purchasing Period. Các bạn đăng nhập vào hệ thống, thực hiện theo đường dẫn Setup for Manager Control Purchasing Period. Quay ra màn hình web Fiscal Year, gõ năm 2016, nhấn vào Go. Chọn trực tiếp kỳ cần đóng tháng 10 năm 2016, nhấn vào Delete. Chọn Close để thực hiện đóng kỳ và nhấn vào nút Save. Hệ thống báo bạn đã đóng kỳ thành công cho tháng 10 năm 2016. Đồng thời đến tháng 11 năm 2016 là kỳ tiếp theo, các bạn thực hiện tích vào list, chọn Open, nhấn vào nút lưu. Các bạn đã hoàn thành việc mở kỳ mới. Việc đóng mở kỳ mua hàng của phân hệ quản lý mua hàng chỉ ảnh hưởng đến trực tiếp hai form nhập liệu, form Event Receipt, tiếp nhận hàng hóa, dịch vụ hoặc mặt hàng chi phí, và form Event Return liên quan đến việc điều chỉnh, giao nhận hàng cũng như tiếp nhận dịch vụ. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn nghiệp vụ điều chỉnh, hủy, thanh lý hợp đồng đồng thời với việc đóng mở kỳ mua hàng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.